Báo cáo nha anh em Thanh Hóa, Thường Xuân. Xin chào anh em Thanh Hóa nha. Hiện tại bây giờ chúng đang có mặt ở huyện Thường Xuân. Trước mặt mình đây là con đập bán tự nhiên cực kỳ rộng đó anh em. Và bây giờ theo Trung đi câu ngày hôm nay xem như thế nào nha. Anh em theo Trung. Ốc nước vàng ở đây thì khoảng cỡ tầm 2 kg nha. Hôm nay mình sẽ đánh mồi nhẹ hơn chút xíu. 1 2 nắp ký bắp nha. Mình sẽ bỏ 2 nắp. 1 2. Sau đó mình xóc thật đều lên. Và ốc thì mình lắc đều lên cho cái mùi thơm của nước vàng nó thấm vào con ốc. Rồi sau 30 phút mình sẽ đi câu. Hôm nay mình sử dụng cây cần Handing tháp điếu 9m nha anh em. Mình sử dụng trục Ryuki Bison đây nha anh em, số 10 và số 8 để làm thẻo nha anh em. Lưỡi câu số 13 và bộ làm săn hàng đầy đủ luôn. Phao săn hàng H006 của Hua nha anh em, tải trọng là 6g chì. Cái phao này nó ngắn vì lý do ở đây là nước có tầm khoảng cỡ 1m7 nên chúng sử dụng cái phao ngắn như này. Mình câu lưới dưới là ốc và lưới trên là bắp nha anh em, tại vì ở dưới này có cá chấm cỏ và chấm đen, có cả cá chép. Dưới này rất là nhiều ẩn số đấy anh em ạ. Anh em chờ đón xem là hôm nay tình hình ra sao nhé. Xả này thì mỗi người có một cách nha anh em. Thường thì mình đánh ở ngoài, còn mình xả ở bên trong để lôi cuốn cá nó về. Thì khi mà nó về tới rìa ngoài á, là con cá sẽ ăn cái cục mồi mình trước. Đây là cách của mình nhá. Và anh em chúng ta câu sao cũng được tùy. Ở đây có chấm cỏ với chép nên mình xả bắp luôn, hên xui. Biết đâu gặp em chấm cỏ, em chép khủng kéo là phê luôn đó anh em ạ. Mày á, ôi trời ơi. Mày á. Ôi. Ôi ơi. Ôi. Rồi. Đứng được cần rồi mày chết với bà thôi. Đứng được cần mà chết với bà. Ôi. Ôi chết. Ui. Hôm nay tôi chính thức bị cá kéo anh em ơi. Hy vọng là tôi sẽ. Ấy. Ôi. Ấy. Ui giời. Ui giời. Quá phê anh em ơi. Đúng rồi. Đúng là cái đập này là cho anh em câu lục đầy ẩn số anh em ạ. Ui. Ê. 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 Ui. 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 Hôm nay đúng là cảm giác cá cái hồ đập cá lớn này. Sợ thiệt. Mày hả bưởi. Ê. Mày hả bưởi. Đây là một kỷ niệm khó quên anh em ạ. Một kỷ niệm khó quên. Khủng khiếp. Ba đen. Ui. Ui. Con chấm đen. Ui. Ui. Anh em thử đấy xem con cá này ăn ốc nước vàng ở dưới hay là ăn bắp ở trên nhá. Ê. Ăn ốc. Con chấm đen này ăn ốc rồi. Con này dự kiến trên hàng 10 nha anh em nhá. Handing tháp điếu nha anh em nha. Lên. Ui. 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 Quả này bự lắm. Ui. Ui. Em trai. Dựng cái xe xuống đây nhờ xíu đây. Đứng đây. Rồi, cảm ơn em trai. Tôi phải nhờ trợ giúp của một em trai. Sao? Thuê không em? Rồi bây giờ anh em để tôi xúc con cá lên. Cứ đứng cần với nhau, cũng cầm sát xuống dưới. Đưa cần cao lên chút. Đưa cao lên. Cầm nữa, cao nữa. Ừ. Rồi. Ui. 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 Mày hả? Ui. 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 Ui.
Tuyệt vời. Ok, ok, ra đây em ơi. Ra đây. Sao cảm giác của cái sao em? Oh, cảm sướng. Sướng không? Đây anh em thấy nha. Qua đây ăn lưỡi miệng ăn ốc xịn sò nha anh em. Đây. Lưỡi Rookie 13. Báo cá nha anh em Thanh Hóa. Thường Xuân. Đi trong hồ. Cá cha này ngoài này không có thôi. Ngoài này không có thôi. Mày ơi. Anh đang bắt cá nha, nói chuyện sau nha. Ơi, em ơi. Đang nói chuyện điện thoại, nó chụp cái phao biết ngay mà dình tao hả mày? Giỡn với anh hả mày? Đen tiếp. Ê. 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 Ui. Nó lừa tôi thiệt á. Chạy đâu em ơi? Ê. Nhỏ mà chạy thì ghê trời. Ý. Lên. Mặc. Ô quả này ăn bắp. Ô quả này ăn bắp. Trời ăn nước trên. Ăn bắp nước vàng luôn. Rồi. Ok. Con chấm đen thứ hai nha anh em. Quá đã, quá phê. Rồi đem lên trên anh ơi, đem lên trên đây. Ơi con này mà anh nói 3 kg sao mà hết với tôi được. Ăn cái tầm bấy tầm bá không à. Đây. Đây. Con cá chấm đen này ăn lưỡi trên, tức là ăn bắp nước vàng nha anh em nha. Lưỡi ốc còn nguyên à. Hai nha anh em ơi, quá phê luôn.